Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một con Touring thương hiệu Zot của Ý. Con xe này sườn nhôm, sườn zin. Size, kích thước size của sườn là size ống đứng 47, ống ngang tâm đến tâm là 53. Cặp bánh Shimano R500, group Shimano, 3 đĩa, 8 líp, tay đề bấm xả. Xe thì gần như là zin nguyên bản. Giờ thì mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem. Đây ạ, đây, cái bộ đầu của nó đây ạ. Nhôm bộ tăng với cái đông là xoay gương được này. Đó, cái độ sáng ra này. Rồi ok, mình xin phép được quay tới đâu thì mình sẽ nói tới đó. Đây, cặp tay đề Shimano bấm xả, logo Zot đây. Đó. Cặp con xe này thì mình nói về vỏ luôn nhé. Cặp vành thì là vành Shimano rồi. Cặp vành Shimano còn rất đẹp này. Đó. Cặp vỏ thì cái vỏ trước là vỏ của Nhật. Đây ạ. Đây có chữ da bằng ở đây này. Đó. Đây. Đó. Made in da bằng này. Cái vỏ sau thì vỏ Buchago. Đây. Tức là nó vỏ trước thì thương hiệu của Nhật, vỏ sau thì thương hiệu của Mỹ. Và đây, Shimano R500 đây. Đó. Rồi. Và hàm thắng Techro nhé. Hàm thắng Techro đây. Techro, hàm thắng Techro của Mỹ. Rồi, xe đây. Đó. Ở hiện tại ánh sáng rất tốt, nước sơn trong này làm sao á, cái màu sơn á, thì ở bên ngoài nó y hệt như vậy luôn. Con xe là sơn zin. Đây. Mình cố gắng quay trung thực nhất có thể. Đây. Italia đây. Đó. Đây các bạn, cái mà các bạn đang nhìn thấy là sơn thiệt của nó đó. Màu bên trong video làm sao bên ngoài y hệt như vậy luôn. Đây, còn nguyên chữ ký đây. Đó. Cái trong cái bộ rút con này là toàn bộ là Shimano nhé. Đây ạ. Shimano này. Đấy. Có hàm thắng trước, thắng sau là của Techro thôi. Còn lại gần như toàn bộ trên xe là toàn đồ Shimano. Ngoại trừ hàm thắng là của Techro của Mỹ. Cùi đè của nó là cùi đè đây. Atut. Đây, cái này là bụi này. Đó, cùi đè Atut màu đen. Chắn đĩa đây, chắn đĩa này, cái này là mình chưa có chùi nhé, cái bằng vàng nó ố, cái này là lau là hết. Líp thì như mới, đây líp Shimano như mới. Răng có, các bạn nhìn cái bộ líp này các bạn biết đấy, gần như chưa chạy luôn, cực kỳ đẹp cái líp này. Đó, đây Techro đây, đấy còn mới sáng chới. Đấy, Shimano đây, đúng sau cũng Shimano đây. Đây. Bánh bộ nhé. Căm này là căm inox. Căm inox luôn. Cái đùm nhôm, vành nhôm, căm inox. Là cặp bánh gọi là bánh bộ Shimano R500. Thì tóm lại con xe này như vậy thôi. Cái này, cái cọc này nhôm, ghi đông quang tăng nhôm. Bây giờ mình test thôi, test chuyển động thôi. Con xe thì quay như vậy là khá kỹ rồi. Quan trọng là chuyển động. Sườn thì rất đẹp. Đây, mình để gần để các bạn nhìn cái sườn này. Đây.
nét bắn nét chỗ này, tại điểm này này, đây này, sơn y hệt như vậy đó, bên ngoài y hệt luôn, rất đẹp. Con này là cực chất luôn. Đây, bật cái nét để chuyển động lít cho bọn xem nhé. Mình sẽ lên đúng đúng bài luôn, vừa chuyển động đĩa vừa chuyển lít luôn. Thôi bây giờ mình đây lên 3 lít đầu thì bằng đĩa 1 này. Ok này, à, xuống đĩa 2 phát này, lên tiếp này, đó, xuống đĩa 3 cái này, rất ngọt, cách cái là xuống, đó. Quá ngon. Ok. Clip thì nó ngon như vậy đấy. Bộ đề này, clip này mà không ngon nữa thì thôi. Đây, test tiếp cái đĩa. Đĩa thì như các bạn thấy trên màn hình nhé, nó đang ở cái đĩa số 2 nhé. Bây giờ mình sẽ về cái đĩa số 3. Đĩa nhỏ nhất thì gọi là đĩa số 3. Rồi. Lên đĩa số 2 này. Rất ngọt. À, các bạn thấy lên rồi đấy, nửa vòng quay là lên, lên tiếp cái đĩa số 1 này, đĩa lớn nhất này. Ok. Rồi. Tiếp cái số 3 này. Lên số 2 này. Đấy, lên số 1 này. Các bạn thấy lên ngon không ạ? Đó. Đồ xịn lên thực chất. Rồi ok. Rồi như vậy thì đĩa clip là ok. Bây giờ là chớn. Chớn của cái bánh R3 này, cái đùm Simno coi nó xong. Rồi mình chống chắc mình kìm test cái chớn nha. Đùm R3 mà bánh bộ Shimano mà còn mới như này chạy sướng lắm đấy, các bạn nhìn chớn nó quay đấy. Mình vừa chạy trước khi quay lên video là mình vừa chạy thử về kiểm tra tất cả các thứ rồi, chớn cực bon luôn. Bằng chứng là các bạn nhìn thấy mình quay có vài vòng mà nó quay như vậy đấy, chưa dừng luôn đấy. Thôi cho nó dừng nhá. Xe quá chất. Đó thì như vậy thì vừa rồi mình đã quay giới thiệu cho các bạn xem là các cái toàn bộ các linh kiện, cấu kiện cũng như đã test chuyển động lên xuống của lip, của đĩa và đã quay độ bon trớn. Mình nhắc lại lần nữa là con xe này là sườn nhôm, sườn zin, thương hiệu của Ý. Kích thước size sườn là ống đứng 47, ống ngang 53 tâm tới tâm. Nó tương đương size S á. Thì các bạn tùy thuộc vào cái chiều cao của mình xem con này chạy vừa không. Cái này chắc mình cũng không phải nói với các bạn rồi, thì trước khi mua xe thì thường thường các bạn tìm hiểu về cái chiều cao và cái size phù hợp rồi. Ở đây là mình xin nhắc các bạn là nếu các bạn thấy ok, chốt ngay. Các bạn nhanh chóng gọi 0939086797 để gặp mình chốt đơn, hoặc các bạn có thể chat qua Zalo. Vì trên Zalo mình có đăng hình ảnh trên đó. Mình đăng đồng thời trên Zalo và chủ yếu á, mình đăng bán hàng trên YouTube và trên Zalo. Lâu lâu thì chia sẻ một vài video sang cái trang cá nhân thôi, chứ mình cũng ít bán trên Facebook.
Đấy, Facebook nó ảo quá rồi, nó nhiều cái không hay thì mình ít bán trên đó. Đó, thì các bạn nhìn con xe đi, con xe này cực chất luôn, cặp vành mới tinh, cặp vành rất rất đẹp, sơn xe cũng đẹp. Đây mình giữ ở cái khung hình này để các bạn ngắm nhìn cái con xe này lần cuối này, trước khi tới quyết định có mua hay không. Còn bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất. Xin chào.